Ok, sao vào lâu thế con? Sao vào lâu thế? Ok, nào mình học tiếp nhá. Được chưa? Thì bài này thì con sẽ điền từ vào chỗ trống. Chọn từ để điền vào chỗ trống. Cô làm ví dụ cho con thêm một câu này. An apple is a fruit. Có nghĩa là một quả táo là cái loại hoa quả. But it's not like an dot 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 or banana. Nhưng mà từ like này ở đây không phải là thích. Được chưa? Bởi vì like này nó đứng sau động từ to be. Được chưa? Thế vậy nó cái loại từ của nó phải là giới từ. Được chưa? Loại từ của nó là giới từ. Đúng không? Thế vậy giới từ ở đây của like có nghĩa là giống. Được chưa? Nhưng mà nó không giống một cái gì và hoặc là một quả chuối. Thì con điền là gì? Con điền là gì? Orange. Chính xác. Ok. Tương tự như thế, con điền cho cô câu 2, 3, 4, 5. Đăng Minh làm được không? Dạ. Yeah. Ok, cố lên, tỉnh ngủ lên con. Hôm nay buồn ngủ thế. Làm đi con. Làm nhanh nhá. Sao kia Đông Minh? Làm đến câu mấy rồi con? Làm hết rồi. Ok, nào cô chữa nhá. You can find an apple in trees in some. Gardens. Sao lại là fruit được con? Bạn có thể tìm những quả táo ở trên cây. Ở... Đợi cô chứ. Bạn có thể tìm được những quả táo ở trên cây ở trong một vài khu vườn chứ con. Tại sao lại là fruit được? Tại sao lại tìm được quả táo ở trên cây lại ở hoa quả được? Nhá. Đây là phải là khu vườn nhá. Được chưa? You can find apples in trees in some gardens. Bạn có thể tìm được những quả táo ở trên cây ở trên một vài khu ở trong một vài khu vườn. Tiếp theo, in winter many gì con? À, cô không nghe rõ many gì? Nói to lên, nói lại nào. Many fruits. Mà là many birds. Yeah. Vào mùa đông, many birds là rất là nhiều con chim. Like eating apple, thích ăn
quả táo. Vào mùa đông thì có rất là nhiều con chim thích ăn táo, thấy chưa? Phải là con chim thích ăn táo chứ con, phải là birds nhá, thấy chưa? People love eating apples too. Mọi người cũng thích ăn quả táo. And drinking their, their gì nhỉ? You. Chính xác, câu này đúng rồi, rất tốt, giỏi. Được chưa? Drinking their juice, được chưa nào? Câu số 5, the of apple, the gì nhỉ? The breakfast. The breakfast, huh? The breakfast, huh? The colors, nhá, được chưa? The color, con nhìn ở đây này, con nhìn này Đăng Minh. Ở đây nó có gì đây? Red, green or yellow, có nghĩa là màu đỏ, màu xanh và màu vàng. Thì đây là màu sắc của quả táo, được chưa? Thì câu 5 phải là the colors, được chưa? The colors of apples are green, are red, green or yellow, có nghĩa là màu sắc của quả táo là màu đỏ này, màu xanh và màu vàng. Does your family enjoy eating apple pie? Gia đình của bạn có thích ăn bánh táo không? Được chưa? Thì đây là nội dung của đoạn văn này, được chưa? Nào bây giờ cô sẽ đọc và sẽ định nghĩa và sẽ dịch lại một lần nữa, sau đó Đăng Minh dịch đọc lại cho cô nhé. Được chưa? Đọc, Đăng Minh sẽ đọc bằng tiếng Anh nhé. Được chưa? An apple is a fruit, but it's not like an orange or a banana. You can find apples in trees in some gardens. In winter, many birds like eating apples. People love eating apples too. And drinking their juice. The colors of apples are red, green, or yellow. Does your family enjoy eating apple pie? Được chưa? Nào, bây giờ cô dịch nhá. Quả táo là một cái loại quả mà nó không giống như quả cam hay là chuối. Bạn có thể tìm thấy táo ở trên cây, ở trong một vài khu vườn. Vào mùa đông thì rất là nhiều con chim thích ăn táo. Mọi người thì cũng thích ăn táo, được chưa? Và uống nước táo. Màu sắc của quả táo là màu đỏ, màu xanh và màu vàng. Gia đình của bạn có thích ăn bánh táo không? Được chưa? Được chưa? Nào bây giờ Đăng Minh đọc lại cho cô nào. Đọc cái bài này cho cô nghe. An apple is a fruit, but it's not like an orange or a banana. You can find apples in the trees in some gardens. In winter, many birds like eating apples. People love eating apples too. And drinking their juice. Yes. The color of apples are red, green, or yellow. Does your family enjoy eating apple pie? Okay, very good. Family. 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 Okay, very good. The third, now play the game. Names and animals. Những cái tên và những con động vật. À, food, đồ ăn này. Những cái tên và những con đồ vật. À, những con động vật. Sorry Đông Minh. Những con động vật, được chưa? Thì ở đây là một cái trò chơi thôi. Để cho con sẽ tìm những tên của những cái loại thức ăn này. Tên của người này. Tên của động vật này. Mà bắt đầu bằng các chữ cái B, L, M, C, F, S, E, T. Được chưa? Đây là một phần trong bài tập về nhà hôm qua cô gửi Đăng Minh. Là con tìm những cái tên đồ ăn bắt đầu bằng bảng chữ cái alphabet ấy, được chưa? Thì bây giờ nhá, mình sẽ chơi một vài cái, được chưa? Thế nào, con có biết cái loại đồ ăn nào bắt đầu bằng chữ L không? Lemon. Lemon, rất tốt. Tên người thì sao? Tên người là gì? Lily. Lily, ok, rất tốt. Còn tên con động vật? Lion. Con gì? Lion. Lion. Ok, rất tốt. Chữ M thì sao? Đồ ăn. Cái quả gì mà màu vàng ấy? Quả xoài ấy. Mango. Chính xác, mango. Tên người thì sao? Michael.
Michael. Tiếp theo, tên con động vật thì sao? Monkey. Monkey. Tiếp theo, chữ xe thì sao con? Bánh quy, bánh quy, bánh quy. Hay là kẹo? Cookie. Cookie, đúng rồi. Hoặc là candy. Đấy chưa? Tên người thì sao? Tên người? Suy nghĩ xem nào. Con có thể, con có thể là từ con chỉ, con có thể là Chloe để cho Chloe, để cho Chloe, hoặc là Catherine để cho đó. Còn tên động vật thì sao? Cat. Cat. Đúng rồi. F nào, F nào. F là đồ ăn là. F. Con cá, cá, cá. Cá là gì? Fish. Được chưa? Fish. Hoặc là, hoặc là cô có một cái loại bánh là flan. Được chưa? Tên thì sao? Tên là, tên là gì? Cái con có xem bộ phim cái con mà, cái con, cái bộ phim mà thật hình mà có cái con ở đầm lầy ấy con, Shrek ấy, Shrek ấy, có xem không? Thì chờ vợ của nó tên là Fiona, chị Fiona, ok, có xem Shrek không? Có. Ok, thế còn động vật thì sao? Fox. Hả? Hả? Fox ạ. Ok, con cáo hả? Ok, được rồi. Nào, nốt S nào. S thì tên đồ ăn là gì? Snack. Hả? Snack. Đấy là, đấy là món gì đấy? Bim bim. À, snack. Ok, snack. Được chưa? Là snack, nó là bim bim nhưng mà nó còn là bữa ăn nhẹ đấy đấy nhá. Được chưa? Name thì sao? Cái tên. Tên là Susan. Sue. Rồi, Sue là Susan. Được chưa? Còn động vật thì sao? Con gì nhỉ? Con, cô tìm, cô tìm cùng con nhá. À, con nhện. Con nhện là gì? Con nhện. Spider. Spider. Chính xác, spider. Được chưa? Ok, thôi rồi, tìm đến đây thôi nhá. Được chưa? Con nữa, nó cần lên ra đây chứ. Còn gì nữa? Còn gì nữa con? Ok, thế là con hoàn thành xong bài hôm nay rồi. Được chưa? Rất tốt. Ok, có một cái điều cô dặn về nhà. Cái con gì mà có chữ F mà người ta hay đọc tiếng Anh ấy. F hay đọc tiếng Anh hay con gì? Con nhớ tên tiếng Việt của nó không? Nào. Ok, thế về nhà nhớ thêm nhá. Có một cái lưu ý cho con là chúng ta hôm nay con sẽ phải về nhà học cái về thì hiện tại đơn giản cho cô nhá. Và cô sẽ giao gửi bài tập về nhà cho mẹ. Được chưa? Bài tập về nhà sẽ hôm nay sẽ là về thì hiện tại đơn giản. Được chưa? Cô chụp lại màn hình. Ý nữa thì cô sẽ gửi lý thuyết để con có thể chép lại trong vở và con có thể học. Sau đó làm bài tập cho cô nhá. Được chưa? Ok, được rồi. Bye bye Đăng Minh. Hẹn gặp lại con. Bye bye.